Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ca sĩ Thanh Hà xuất gia kể về hành trình 11 năm chữa trị khối u, bị phù nên tăng cân, mất kiểm soát. Mới đây, khi xuất hiện trong một buổi livestream, ca sĩ Thanh Hà gây bất ngờ khi tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình. Thanh Hà vừa có buổi livestream chia sẻ về chuyện cô từng trải qua nhiều năm điều trị khối u. Cụ thể, vào năm 2009, trong một lần tổ chức live show riêng ở Mỹ, cô bị ngất trên sân khấu và được đưa vào viện. Trong đêm, live show bị hoãn sau khi tiến hành xét nghiệm, bác sĩ phát hiện cô có khối u trong ngực và phải chỉ định phẫu thuật. Sau ca mổ, Thanh Hà phải tạm ngừng hát trong nhiều tháng để hồi phục sức khỏe. Vài năm trước, tôi phát hiện mình bị biểu nên phải uống thuốc để điều trị. Do tác dụng phụ của thuốc nên cơ thể bị trữ nước dẫn đến phù, tăng cân không kiểm soát. Khán giả thường nhắn tin giới thiệu, tôi chỗ giảm cân, tôi thèm được mặc váy bò làm chứ. Nhưng hoàn cảnh buộc phải như vậy, tôi quyết định chia sẻ về tình trạng sức khỏe để fan hiểu hơn, từ đó thông cảm cho mình, cô kể lại. Đại diện của Thanh Hà cho biết, nữ ca sĩ có tiền sử bị tim, 2 năm trở lại đây cô bị biểu, do tuổi cao nên nữ ca sĩ không thể phẫu thuật mà bác sĩ chỉ định uống thuốc. Thanh Hà sinh năm 1969, mẹ là người Việt, cha là người Mỹ gốc Đức. Năm 1991, cô sang Mỹ định cư, Thanh Hà trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân và có một cô con gái. Đầu 2019, cô và bạn trai Roland đã đính hôn sau nhiều năm yêu. Hiện tại Thanh Hà đang sống Mỹ ở gia đình. Hiện tại Thanh Hà đang sống tại Mỹ cùng gia đình. Trong giai đoạn này, cô hạn chế di chuyển ra ngoài nếu không cần thiết. Nữ ca sĩ thừa nhận kế hoạch hoạt động nghệ thuật của cô bị ảnh hưởng không hề nhỏ trong giai đoạn này. Trên trang cá nhân, Thanh Hà livestream chia sẻ chuyện cô từng trải qua nhiều năm điều trị khối u. Cụ thể, năm 2009, trong một lần tổ chức live show riêng ở Mỹ, cô bị ngất trên sân khấu và được đưa vào nhập viện trong đêm. Live show bị hoãn sau khi tiến hành xét nghiệm, bác sĩ phát hiện cô có khối u ở ngực và phải chỉ định phẫu thuật. Sau ca mổ, Thanh Hà phải tạm ngừng hát trong nhiều tháng đi hồi phục sức khỏe. Vài năm trước tôi lại phát hiện mình bị biểu nên phải uống thuốc để điều trị. Do tác dụng phụ của thuốc nên cơ thể bị trữ nước dẫn đến phù, tăng cân mất kiểm soát. Khán giả thường nhắn tin giới thiệu cho tôi vào chỗ giảm cân, tôi thèm được mặc váy bò làm chứ. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc tôi phải như vậy, tôi quyết định chia sẻ về tình trạng sức khỏe của fan để fan hiểu hơn, từ đó thông cảm cho mình, cô kể lại. Còn cha là một người lính ở Mỹ tên là Bill William, đã chết ở khu lai khi cô mới 2 tuổi. Thời nhỏ cô sinh sống ở Đà Nẵng và từng hát trên đài phát thanh Đà Nẵng. Sau khi học lớp 12, cô chuyển vào Sài Gòn để sinh sống. Hiện tại Thanh Hà có định cư ở Hoa Kỳ, cô đã trải qua 2 lần đổ vỡ và hiện đang sống cùng con gái. Cô cũng thường xuyên tham gia các show diễn tại Việt Nam. Từ nhỏ khi sống ở Đà Nẵng, Thanh Hà đã tham gia một cách nhiệt tình và các hoạt động văn nghệ ở học đường. Từ lớp mẫu giáo đặc biệt học cò đến bậc trung học. Không những thế, Thanh Hà đã có dịp lên hát ở đài phát thanh Đà Nẵng cũng như được trường cử làm đại diện tham gia những cuộc đua về văn nghệ. Sau khi học hết lớp 12, Thanh Hà vào Sài Gòn năm 1988, trước khi đi Mỹ vào năm 2010. Sang tới Mỹ, nữ ca sĩ từng làm tại nhiều công việc để kiếm sống, làm việc tại các tiệm sản xuất hộp quẹt và đi hát. Chị cho rằng việc kiếm tiền là nhu cầu của mình, bởi lẽ đó nó là lúc chị lấy được thời gian đi đã mất. Thời gian nghèo khó và khổ sở, nữ ca sĩ này cũng đã từng cộng tác với nhiều trung tâm âm nhạc tại hải ngoại và không ai phủ nhận Thanh Hà là một giọng ca đầy quyến rũ và nổi bật ở cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Đã đi lưu diễn ở bất cứ nơi đâu, chị cũng nhìn lại kỷ niệm đẹp nơi những người yêu nhạc với một tính cách thật bình dị, lời nói chuyện thẳng thắn và không màu mè. Thanh Hà có rất nhiều ca khúc để lại cảm xúc mãnh liệt cho người nghe trong cuộc đời của ca sĩ như mình. Tàn cho các ca khúc nhạc trẻ, nhạc tiền chiến và cả nhạc Trịnh Công Sơn. Thanh Hà lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu là Hải ngoại Trung tâm Thủy Nga, cuốn Paris by Night 31 và được sự đón nhận của nhiều khán giả. Trải qua hơn 20 năm đi hát, cô đã xuất hiện có nhiều chương trình
của trung tâm băng nhạc khác nhau, phát hành nhiều sản phẩm có giá trị. Hiện tại Thanh Hà vẫn đang là ca sĩ độc quyền do trung tâm Thủy Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.